Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị ơi, Duy Minh đang có mặt tại mộ nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Ủa đây là cá phóng xanh hả? Cá phóng xanh của ai Ngọc? Của khán giả nào đây? Của chú kia hả? Ở ngoài kia thì quý cô chú anh chị ơi có bơm bong bóng quý gì ơi. À thấy rồi, thấy rồi. Biết chú đó rồi. À, ủi con chú anh chị bơm bong bóng rồi chuẩn bị rồi xả cho chú. Ủa sao? Ủa? Có mấy con à anh ơi, nên phóng xem đi. Chú nói được. Ủa thả đây hả? Ủa sao mình thả đây ta? Thì cơ, có mấy con ao cá lóc mà. Không có lóc hả? Ao cá lóc. Có chuông vậy. Có nhưng mà bảo vệ không cho thả đây nha. Bảo vệ không cho thả đây đó. Tại mình có mấy con mà. Có mấy con. Nãy có bầy cá rồng rồng đây. Có bầy cá rồng rồng đây hả? Không biết là cái này mình hỏi bao nhiêu hả anh? 100 cái không? 100 cái bong bóng ha. Quý cô chú chị chuẩn bị thả cho chú Du Linh. Không, quý chú chị. Quý vị 100 cái bóng ha. Chị Ngọc nói là bao nhiêu cái anh? Dạ. Chị Ngọc nói bao nhiêu cái? Em làm 2 chùm nó tầm khoảng bóng nhỏ thì tầm khoảng 130 quả. 130 quả ha. Còn bóng tim thì em làm 2. Theo như anh làm cái nghề này lâu chưa anh? Chị đi làm được. Dạ, em làm được 2 năm rồi. 2 năm rồi hả? 2 năm rồi. Nghề này thu nhập này cũng ngon nha. À, thu nhập cũng ngon ha. Cái bong bóng này nó bao nhiêu đâu? Cái được 10.000. Hỏi tí xíu đồng kiệu. Wow. Chắc anh em mình đổi tiền. Đây là của chị Ngọc đúng không? Anh, chị Ngọc phải không? Dạ đúng anh. Chị Ngọc à, chị có điện có cho hay rồi. Đây phần này là anh Niu sẽ nhận, đảm nhận cái trách nhiệm rồi cái quà này ha quý cô chú anh chị. Sáng thì chị cũng có cho Duy Minh hay. Quay không được quay luôn. Lỡ bơm bơm bong bóng cái nhà trường cái gặp cái cô giáo cô giáo luôn hả anh? Ê, mà anh hỏi gì quá lắm. Hả? Khi nào dừng cái xe kéo cái xe đi luôn. À. Cái chùm bong bóng này mà lát nạn quá có dừng kéo chiếc xe đi luôn. 2 chùm luôn hả anh? Lát cột bé mèo vô cái chùm bong bóng cho bong bóng luôn đi. Bong bóng của chị Hồng Ngọc tiếp. Con dám không? Con mà lì quá rồi chú cột không có gì nữa không? Bong bóng không? Có bong bóng không? Có trái tim rồi này kia. Trái tim. Trái tim. Trái tim chắc mắt hả? Bong bóng có chữ không? Có luôn à. Chữ gì vậy? Dạ. Chị Hồng Ngọc. Tên chú hả? Đặc biệt là những trái tim đều là có tên của chú Du Linh ha. Còn bong bóng không thì không có tên của chú. Trái tim. Màu sáng là của chị Ngọc. Là cái này bong bóng không hả? Có gì nữa không? Bong bóng. Có trái tim nữa. Trong bóng trái tim á thì có khắc tên của chú. Có tên chú. Đây có món quà của chị Ngọc gửi tới cho cậu Năm. Ủa, cá nữa hả? Ở đây cá kìa. Cá phong xanh nữa. Ồ quá trời luôn, tới tấp luôn. Ủa cá gửi cho ai? Không biết nữa. Cá thì mình không biết nha quý cô chú chị, nhưng mà bong bóng thì mình biết của chị Hồng Ngọc. Cái này là bao nhiêu cái vậy anh? Anh ơi. Dạ. Cái này là bao nhiêu cái? Cái này khoảng 100 mấy chục quả. 100 mấy chục cái bong bóng. Bây giờ mấy chục quả ha. Là chỉ là bong bóng tròn còn này không là 100 mấy chục cái hả? Bóng tròn là khoảng 130 quả. Còn bóng tim là tầm khoảng 20 đến 30 quả. Vậy là tóm lại là 150 mấy gần 60. Theo như cái kinh nghiệm của anh đó anh bơm khoảng bao nhiêu cái bóng mà nó đủ ginh một cái người khoảng 260 kg lên nè. Chưa thử lần nào ha. Đâu có khi nào mình thử được lần anh. Chắc không nổi là phải nhiều lắm
Mỗi cái đó anh nhặn là tự nó là hơi luôn hả? Có bấm nó có nút bấm mà. Cái dồi đen đen đó. Nhặn vô là tự la hơi luôn hả? Không có cái dồi ở bên chứ. Có cái dồi đen đó đó. Có nút gì đâu bấm. Có nút nào không anh? Phải nhặn vô chứ. Bẻ ngang rồi. Bẻ ngang đúng không? Ờ bẻ ngang như cái sòi bẻ ngang là nó xì. Đó. Ủa sao vậy là chưa có kinh nghiệm sao giật mình anh? Chị cũng mới đúng không? Có kinh nghiệm giật mình hả? Có kinh nghiệm giật mình phải không? À quý chú gì? Anh tên gì anh? Em tên Tài ạ. Anh Tài hả? Anh Tài bóng bóng, anh Tài bóng bóng mà anh đi bán bóng bóng riết anh cua được cô giáo luôn quý cô chú vậy. Đúng không anh? Phải không? Đúng rồi, thấy không? Nói mà. Vậy em chuẩn bị đổi thời bán bóng. Rồi mốt nghỉ qua YouTube. Nghỉ qua YouTube. Bóng bóng thằng kiếm vợ. Người ta thổi được cái mình thổi không được á. Thổi được chị, thổi dễ mà. Chứ bây giờ ảnh nở con bóng mà ảnh có vợ, ảnh kiếm được vợ. Còn em quay YouTube và không có vợ chứ anh nghĩ quay YouTube sang tổ bóng luôn. Em cứ lợi trước cổng trường mà đặc biệt là trường mầm non á. Có mấy cô giáo mầm non á là người ta thường thường á, người ta... Mầm non mới được hả? Ờ, mầm non á. Tại vì thường thường á người ta dạy con nít á, trẻ em á, cho nên là lợi dụ mấy đứa nít. Xong cái... bắt đầu dụ luôn cô giáo luôn. Nít nó chịu rồi bây giờ tới dụ cô giáo luôn. Cái này không phải vụ mà do sự đồng cảm của hai người đến với nhau. Đúng không anh? Khá là nhiều rồi nè. Cũng như là con gái hả? Được con đứng vô trong nghe, đừng có đi ra ngoài nha con. Này là không phải là vụ hai bên đồng ý về nhà cơm chung rồi mới được chứ. Đồng ý nhà cơm chung. Đúng rồi. Ủa, như vậy. Anh thổi 200 cái bong bóng này cỡ nửa tiếng không? Lâu không? Lâu hả? Màu trắng màu xanh. Cái này phải màu trắng đâu, màu xám. Rồi mà phải rồi, bé mèo phải không? Chú mua cho con cái nè. Phải không? Bán riêng cho bé mèo một cái giùm anh. Anh có bán không? Bán riêng không? Bán riêng cho bé mèo một cái. Bé mèo lấy một cái nha. Rồi bé mèo cho bé mèo một cái đi. Không hả? Thôi vậy là không rồi anh ơi. Anh có đếm chưa? Anh thấy ăn thổi hoài hả? Thích à, mà bự không thích đâu. Không có. Chúng anh cái này thì thích mà bự hơn nữa. Sờ bay không thích rồi chúng anh ơi. Gì hả? À, bong bóng này sẽ được thả lên trên. Giống như là cái ý nghĩa là chú sẽ đi về lên trên luôn quý anh chị. Chú sẽ về trời. Hồi sáng thì vô tình thì Di Minh với 15 hết. Anh Niu thì lại sao. Nó được Di Minh với 15 hết kêu. Thì một trái tim của chú mang tên của chú luôn. Đó. Bay lên bầu trời quý anh chị. Bất ngờ anh em mình quay được. Trái tim mà một cái bấm trái tim có tên chú luôn. Đúng rồi, cái món có trái tim á là có tên chú trong đó. Chút ba ấy xong rồi bột con mèo vô. Bột mèo lên ha. Bột mèo là nó bay lên trên tới chú Du Linh luôn đó. Không hả? Không thì đi xa ra. À ui tiếng giật. Bông bóng. Mẹ muốn cho ông chú mua cho một cái. À bông bóng chú Du Linh quý chị ơi. Tuyệt vời ha. Bong bóng càng ngày càng to quý anh chị. Đó. À một chút xíu nữa khoảng 3 giờ nghe quý cô chú anh chị thì Di Minh cùng với các anh em chuẩn bị là phát quà 100 phần quà ha. Đặc biệt bùm gì là kẻ thù đã cướp mắt của ta một cái bong bóng. Một cái bùm đang nói từ cái bùm cái là mắt luôn
100 phần quà đặc biệt anh yêu anh chưa tiết lộ của khán giả đến từ Mỹ của cô chú anh chị. Có em. Và em có không? Không, em không có. Không có hả? Ừ. Thông báo đến người nghèo hoàn cảnh khó khăn của cô chú anh chị. Phát quà luôn. Có phát phiếu nè hả? À, phát phiếu, phát quà tại chỗ luôn. Dạo mà quên cái phiếu lớp đâu mất tiêu vô ngang nỉ quá trời luôn, may cho lạnh. Gì hả? Cái này theo anh Niu nói theo cảm tính nữa nha. Ai nhìn thấy bà con cô bác nào mà già khổ thì đến cho nhận nha chứ không phải. Phát này cảm tính quý cô chú anh chị. 100 cái phần quà này nó rất là đặc biệt. Cái giá trị nó cao hơn cái phần quà hôm qua với mình với Niu phát nữa. Đó là hôm qua thì phát 10 kg gạo với là một chai dầu ăn, nhưng mà cái phần quà hôm nay nó đặc biệt hơn. Nó có giá trị cao hơn. Đó, quý chú chị. Rồi đó, tí là xong video hả? Xong rồi hả? Vô con, vô trong con, xe con. Dạ, sẵn rồi. Anh bắn bóng anh nãy giờ anh nổ mấy cái. Okay. Nổ không? Đó, quý chú chị. Nổ một cái rồi đúng không? Nổ một cái rồi. Coi như là anh lỗ hình cái rồi đó. À, bong bóng đó chút xíu là sẽ thổi mấy trái tim kìa. Quan trọng là cái trái tim á có hình của chú á. Có cái tên của chú. À tên của chú. Ủa có tên chú luôn. Có. Hình trái tim có khắc tên chú trong đó. Cái này mới bắt đầu nha. Chị Ngọc nói mà. À, cái trái tim á thì có chú trong đó. Có tên chú. Đó để cho mình đi vô trong đây ha. Ui chú anh chị. Trong đây thì khán giả cũng em cũng đi ngang cái nhà ổng, nhà ổng chỗ nào yeah. Chỉ coi được tivi với đĩa. Hồi lắm gì anh giăng mấy lần nữa mà em không coi được đâu, con còn nhỏ đâu có đi được đâu. Gì hả chị? Anh giăng mấy lần luôn. Ừ. Ngày nào cũng coi được YouTube, ngày nào cũng coi á, em mở mạng em coi suốt luôn, mấy anh quay với này là em được coi suốt. Đi thành phố đi ngang nhà ổng mà không có biết nhà ổng chỗ nào. Không biết nhà ổng chỗ nào mà nhiều khi đi cũng không có nhà ổng. Đi thành phố này đi ngang cái chỗ thời điểm đó là trung tâm thành phố luôn á. Đi ngang quốc lộ luôn á, quốc lộ 1 mà đi ngang đó mà không có biết nhà ổng chỗ nào đâu, mà để mà thăm ổng. Ủa cái cô chị này hồi sáng giờ thấy đây nè đúng không chị? Mới tới hả? Gì là lộn rồi. Muốn cái chú gì? Cái này mình đừng để cho ai thỉnh nha, để cho nó hết nguyên ngày nha. Thì dặn là để cho hết nguyên ngày cho nó đẹp. 15 ngày, 15 lon bia. Là 15 lon bia nè bà. Nó có ý nghĩa là ngày 15 á quý vị. Ngày gặm. Ủa, bóng trái tim quý vị. Trong đây để chú coi. Cảm ơn bé mèo nha. Có tên mà, có tên. Dán anh ơi, dán lên. Ờ, thì Mỹ sao mà có tên là được rồi. Có tên chứ không có hình hả anh? Cách thức không biết làm sao nhưng mà có tên của chú. Tại vì chị Mộc sáng chỉ có nói mà. Không biết là bao nhiêu cái mới ghi nổi một con người mình lên. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơ ruộng đồng quê hương có giọng sông. Đừng có, đừng khỏi trong đây con. Bây giờ là em 65 kg anh ơi, em tính toán làm sao mà có thể là hỏi bay em lên luôn á. Có thể là nắm cái dây bong bóng đó là kéo nó kéo như thế này. Anh hẹn nói thổi lên chút xíu cái đủ trọng lượng là chút xíu nè, cho chị Nhi cục chị Nhi vô. Bây giờ ví dụ như chị cầm được cái bong bóng mà nó ghì chị bay lên luôn rồi chị làm. Hello sao? Anh. Tặng cậu 5 á. Tặng cậu 5. Ừ, ý là sao chị xuống đó an toàn vậy? Bong bóng tặng cậu 5. Làm sao mà để đá xuống cách này an toàn. À, quý cô chú vậy thì mình cũng xin chị cập nhật nổ đó. Bóng trái tim này ha quý anh chị. Chút xíu sẽ dán lên, dán cái chữ lên quý anh chị, dán cái chữ cái tên của chú lên đây. Vâng thì video cập nhật bong bóng trái tim
Tổng cộng là bao nhiêu cái anh? Tổng cộng là bao nhiêu? Bức dục. Là bức cái vàng nè. Tìm với làm cho này bức dục. 60 quả. Bức cá dục. Tìm khoảng 60 quả ha. Tìm cá dục khoảng 160 quả. 160 quả là hết luôn ha. Chậu ví dụ như tay vịn đi đúng không? Tay vịn vậy thì tay bức ra. Và tìm với sao luôn 160 quả ha quý cô chú anh chị. Còn thì video đến đây thì mình thông báo cho bà con cô bác mình biết. À, thì có 100 tim với quả bóng luôn, 160 quả sẽ được thả lên bầu trời. Giống như là khinh khí cầu vậy quý cô chú anh chị. Đó, lúc đó là chú ngồi ở trên cái bong bóng nè, chú bay lên trên. Đó. Chú bay lên trên quý anh chị. Lâu lâu cái chú về đây một cái, chú về chú thăm mấy anh em mình cái. Ha. Đợi anh hỏi nhiều nhiều đi, chứ cầu chị Nhi cho bay chị gì để rồi chị biết cách à. Không. Chị Nhi chứ chắc chị không muốn bay về trển với chú đâu. Hả chị Nhi? Cột bé mèo nè, cột bé mèo bay lên trển nè với ông Năm nè. Đó. Đúng rồi. Cột với mình lên bầu trời. Người ta nói cỡ hạt quy tiên, còn cái này là chú rồi chứ này không có cỡ hạt quy tiên mà. Anh em ơi, mình mới vô mình không họ hiểu được vấn đề vậy anh em tư vấn cho mình coi. Đã có 160 cái bong bóng và cả tim luôn. Sẽ bị được. Rồi tới đó cái mình cắt cho nó bay lên trên trời. Giống như là khinh khí cầu vậy đó anh. Lúc đó là chú sẽ ngồi trên đó đó, cái nói ta đi đây, hồi sáng đi có cái mà ông đi không được. Bây giờ phải tại biết sao đi không được không? Do hổm ngày cậu ăn nhiều đồ quá cậu mập rồi. Cậu lên ký rồi. Là cậu đi không nổi cái không nổi. Như cái hồi sáng ông uống bia quá xỉn quá. 160 cái. Chút xíu cái ông lên trên cái ông gọi là ta đi đây con ở lại nhé. Dạ, bye bye cậu chú. Không, từ để cho chú ở lại chú ăn. Ăn không chịu hả đi. Rồi nói vui cho hé quý của chú anh chị. Thì video đến đây thì mình cũng xin kết thúc rồi quý anh chị. Có cá lồng rộng đây luôn nè. Thì video này thì mình xin kết thúc mà mong bà con cô bác xem video. Nếu cảm thấy có ý nghĩa thì vui vui thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha quý cô chú chị. Bây giờ Duy Minh xin chào và hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.